Bây giờ Thanh Điền mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề gia đình sức khỏe. Bạn có biết trung bình mỗi người có khoảng 100.000 đến 150.000 nang tóc. Mỗi nang tóc sẽ mọc khoảng 20 sợi tóc mới. Trung bình mỗi người sẽ có khoảng 3 triệu sợi tóc mới được sinh ra. Mỗi ngày, tóc có thể rụng từ 50 đến 100 sợi. Hiện tượng rụng tóc tăng lên theo tuổi tác, giới tính, điều kiện dinh dưỡng, sinh hoạt. Thưa quý vị, ngày thì càng có nhiều người bị bệnh rụng tóc. Mặc dù đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng mà nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý, đặc biệt là của chị em phụ nữ. Tóc rụng nhiều không chỉ khiến mái tóc thưa thớt, mỏng dần, mà còn làm lộ rõ da đầu, thậm chí dẫn đến nguy cơ hói đầu. Vài tháng nay, tóc tôi bị rụng rất là nhiều. Tôi đọc báo thì được biết là bị trét cũng có thể gây ra rụng tóc nữa. Quý vị và các bạn thân mến, để có được một mái tóc khỏe và quyến rũ thì cái điều căn bản là chúng ta cần phải biết nguyên nhân dẫn đến chứng rụng tóc. Và ngày hôm nay, Thanh Điền xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Bích Na đến từ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề này. Dạ, xin được chào thạc sĩ bác sĩ Bích Na. Xin chào Thanh Điền, xin chào quý vị khán giả của chương trình ạ. Chúng ta thấy là phụ nữ khi mà mang thai và sau khi sinh thì dễ bị rụng tóc, lý do vì sao ạ? Cái sự thay đổi về tỷ lệ cũng như là cái hàm lượng của estrogen và progesterone nó gây ra rất là nhiều các cái biến chuyển khác nhau trên cơ thể người phụ nữ, trong đó có thể dẫn đến cái tình trạng rụng tóc, và đồng thời cái nang tóc trong cái giai đoạn này nó suy yếu hơn, và nếu như không rụng thì một số chị em phụ nữ nhận thấy là tóc mình có xu hướng là nó mỏng đi và cái cọng tóc không được chắc khỏe như trước. Lý do thứ hai đó là cái sự thay đổi về mặt tâm lý. Phụ nữ trong cái giai đoạn là mang thai hoặc là sau sanh rất là dễ bị mắc cái chứng trầm cảm. Điều này nó cũng tác động và làm cho tóc dễ bị gãy rụng nhiều hơn. Một cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề dinh dưỡng. Trong cái giai đoạn mang thai thì hoặc là sau sanh, mà đặc biệt với những phụ nữ mà cho em bé bú, thì cái nhu cầu năng lượng hàng ngày cần phải được cung cấp qua dinh dưỡng nó rất là cao. Nhiều chị em trong cái giai đoạn này không đảm bảo được một cái chế độ dinh dưỡng đủ và cần thiết, và chính vì vậy không có dinh dưỡng đủ để nuôi nang tóc. Và cuối cùng đó là sự suy yếu hoạt động của một cái kênh vận chuyển chất dinh dưỡng đến nang tóc, người ta gọi là kênh potassium. Ngoài cái đối tượng phụ nữ mang thai và phụ nữ sau khi sinh thì còn những cái đối tượng phụ nữ nào khác mà dễ bị rụng tóc nữa à? Và cái lý do vì sao? Khi mà vừa trải qua một cái đợt bệnh. Thứ hai đó là những phụ nữ làm việc với một cái chế độ quá căng thẳng và thường xuyên bị cái tình trạng stress về tâm lý, mất ngủ vân vân, thì những chị em này cũng có cái nguy cơ cao của rụng tóc. Và ngoài ra một cái điều vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến cái độ khỏe của nang tóc đó là vấn đề chăm sóc của chị em phụ nữ đối với tóc. Chẳng hạn những chị em phụ nữ mà thường xuyên uống duỗi nhuộm hoặc là sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc tóc mà không có đúng cách, hoặc là quá lạm dụng các cái loại gel xịt tóc, các cái loại gọi là mỹ phẩm làm đẹp cho tóc mà nó gây hại đó, thì nó có thể làm cho tóc từ từ khô, yếu và dễ rụng hơn. Chúng ta không có dưỡng ẩm đủ cho tóc, khi chúng ta ra ngoài nắng chúng ta không có che chắn bảo vệ thì cũng có khả năng cao bị rụng tóc hơn so với người bình thường ạ. Khí hậu các mùa trong năm cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng rụng tóc. Trong thời tiết mùa hè, nhiệt độ tăng cao, các lỗ chân lông trên da đầu phải giãn ra để giải phóng mồ hôi, giúp cơ thể tản nhiệt. Khi đó, tóc trở nên yếu và tình trạng rụng trầm trọng thêm. Lúc nãy thì Thanh Điền có để ý là có một cái nguyên nhân là cái kênh vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi nang tóc thì nó gặp vấn đề. Thì không biết bác sĩ Bích Na có thể giải thích rõ hơn không ạ? Cái kênh này nó đóng vai trò giống như một cái người chuyên chở, một cái người vận chuyển để mà đưa các cái chất dinh dưỡng thiết yếu đến nang tóc. Thì có cái quá trình này thì chúng ta ăn uống hàng ngày những cái thực phẩm mà bổ sung chất dinh dưỡng cho tóc mới được nang tóc hấp thu để mà tạo ra một cái sự phát triển toàn diện nhất. Với tất cả những cái vấn đề dẫn đến cái chuyện rụng tóc mà bác sĩ Bích Na vừa mới chia sẻ thì cái giải pháp là gì ạ?
phụ nữ trong giai đoạn mang thai sau sanh cố gắng điều chỉnh về mặt tâm lý này, đừng có quá căng thẳng stress. Thứ hai đó là điều chỉnh một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì cũng có thể đưa được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng vào đối với nang tóc hơn. Và quan trọng đó là một cái cơ chế tác động chuyên biệt lên một cái kênh vận chuyển. Chúng ta vừa nói đến là kênh potassium thì chúng ta có thể làm tăng cường và phục hồi cái độ khỏe của cái kênh potassium này bằng cách là bổ sung những cái chất mà nó làm tăng cái hoạt động của kênh. Hai cái hoạt chất mà người ta thường nhắc đến nhiều đó là hoạt chất potassium chlorite và hoạt chất là carnitine tartrate. Potassium chlorite chúng ta có thể bổ sung trong những cái thức ăn hàng ngày, chẳng hạn như là dưa leo, chuối, khoai tây, phô mát, yến mạch, vân vân. Cái L-carnitine tartrate thì nó được tìm thấy nhiều trong các cái loại thịt đỏ, chẳng hạn thịt bò, thịt thưa, thịt nai và một số các loại hải sản. Chúng ta cũng có thể bổ sung thông qua các cái viên uống với một cái hàm lượng thích hợp ạ. Để phục hồi và duy trì hoạt động của kênh potassium trong nang tóc, các nhà khoa học Pháp gần đây đã sản xuất thành công viên uống chứa potassium chlorite và L-carnitine tartrate cùng với nhiều dưỡng chất cần thiết cho tóc, giúp ngăn rụng tóc hiệu quả ở nữ giới và kích thích tóc mọc dày trở lại. Đây là một thông tin vui dành cho nhiều chị em phụ nữ nếu gặp phải tình trạng rụng tóc. Với những chị em phụ nữ mà lựa chọn giải pháp là sử dụng những cái viên uống để mà ngăn ngừa rụng tóc và kích thích cái tóc mọc trở lại thì khoảng sau bao nhiêu lâu thì sẽ có tác dụng? Thời gian cần thiết là nó khoảng từ 2 đến 3 tháng. Chúng ta đừng có hy vọng là chỉ trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần mà mọi thứ nó có thể phục hồi như trước đó. Cho nên cần một cái sự kiên nhẫn lớn của chị em phụ nữ. Có một cái băn khoăn nữa là khi mà chúng ta lựa chọn những cái viên uống để mà ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc trở lại thì chúng ta cần phải lưu ý vấn đề gì ạ? Thông thường là chúng ta nên chọn những cái viên uống mà nó tổng hợp được các cái thành phần vừa điều hòa cái hoạt động của cái kênh vận chuyển chất dinh dưỡng, vừa bổ sung các cái chất dinh dưỡng thiết yếu. Thứ hai đó là cái vấn đề chúng ta nên chọn những cái sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường và tốt nhất là phải được cái sự cấp phép lưu hành của Bộ Y tế. Thưa quý vị, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ bác sĩ Bích Na thì chúng ta cũng đã đúc kết được một số những cái lưu ý hữu ích để có thể có được một mái tóc khỏe và đẹp. Đó là chúng ta cần phải có một cái tâm lý thật là vui tươi, thoải mái, nên hạn chế cái việc làm đẹp gây tổn hại cho tóc, thường xuyên massage tóc khi mà gội đầu và đặc biệt là phải lựa chọn những cái sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc chuyên biệt dành cho phụ nữ thật hợp lý. Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ, chúng ta sẽ luôn tự tin với mái tóc của mình. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Bích Na đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Điền. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả.